Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 2931, tôi sợ anh chắc Đến sau khi trị liệu xong cho tất cả người bệnh trong doanh trướng Diệp Phạm mới lau mồ hôi trên chán Nói với hai người, thật muốn giữ hai người lại Vậy thì có thể điều trị thêm cho một ít người bệnh Dạy đến phần sau, Trương Long Sơn và Mộ Thanh đều đã có thể độc lập sử dụng phương pháp ông ấy dạy để trị liệu cho người khác Loại tiến bộ này khiến ông ấy vô cùng vui sướng Đương nhiên, Diệp Phạm cũng biết lời mình nói cũng không hiện thực. Có thể thông qua hội đang long lâu đến Táng Tinh cổ địa, có thể thấy được phần nào thiên phú tu hành của hai người, không có khả năng sẽ hạ mình ở lại làm một bác sĩ nho nhỏ. Hiện giờ rất nhiều bác sĩ đều vì không có thiên phú tu luyện nên mới lựa chọn làm bác sĩ, người giống Mộ Thanh, bác sĩ chỉ là một phần tu hành của bọn họ. Đường Nhiêu và Mộ Thanh đều không nói tiếp, hai người đều có chuyện của mình cần đi hoàn thành, không có khả năng luôn ở lại nơi này đúng lúc này bỗng nhiên có vài người xông vào trong doanh trướng trong đó có một người bị nâng nằm trên cáng người nằm trên cáng hai tay bị vặn thành bánh quai trèo máu tươi còn không ngừng chảy ra từ giữa nhìn qua cực kỳ đáng sợ ngoại trừ cái này phần đầu cũng lún vào một phần ba dường như bị ngoại lực rất lớn gây thương tích loại thương thế này đã rất nghiêm trọng có thể sẽ chết bất cứ lúc nào sao lại thế này diệp phạm vừa xử lý cho người nọ vừa quát chiến tranh còn chưa bắt đầu, sao lại bị thương thành như vậy? Mấy quân sĩ nâng người đó tới oán hận liếc mắt nhìn mấy người đường như một cái, một người trong đó trầm giọng nói là do mấy người ở đại hội vạn tiên động thủ, hiện tại vẫn còn đang tỉ thí ở đấu trường bên kia. Lúc ấy, những người đó đi dạo trong quân doanh, còn bình phẩm chúng ta từ đầu đến chân, mấy binh lính khó chịu, nên đi lên lý luận với bọn họ, kết quả đã bị thương thành như vậy. Audio điện tử võ tấn bền hoang đường, Diệp Phạn mắng khẽ một tiếng, cũng không tiếp tục nhiều lời, nhanh chóng trị liệu cho người nọ. Đi thôi, chúng ta cũng qua nhìn xem. Đường Nhiêu mang theo Triệu Huyền ra ngoài. Mộ Thanh hơi do dự, cũng đi ra ngoài theo, đạo nhất thần tử khẽ nhíu mày, cũng chỉ có thể đi theo. Đấu trường cách doanh trại quân y không xa, mấy người đi một đoạn, đã thấy được đấu trường rất lớn. Đó là một lôi đài dùng cự thạch xây lên, Bốn phía bố trí các loại cấm chế và trận pháp, miễn cho sóng xung kích khi hai bên giao thủ khuếch tán ra phía ngoài. Đây là sân chuyên dùng để tỉ thí trong quân. Lúc này, hai bóng người đang không ngừng giao thủ trên lôi đài. Một người trong đó đúng là Hồ Tiêu, mà người còn lại là một người đàn ông trung niên thể hình cường tráng, mặc khôi giáp đen nhánh. Cảnh giới của hai người đều là ở đỉnh phong của động hư cảnh, nhưng rõ ràng kinh nghiệm của người đàn ông trung niên phong phú hơn, trong lúc nhất thời hổ tiêu không chiếm được bất cứ ưu thế gì. Tướng quân Kỳ Long của chúng ta nằm trong top 5 người tu hành đứng đầu trong quân chúng ta, nhất định có thể thắng. Đám tiểu quỷ trẻ tuổi của Đại hội Vạn Tiên tự cho mình là thiên tài, không coi ai ra gì, lần này phải giáo huấn bọn họ một chút. Mấy người đường nghiêu đứng bên ngoài đám người, còn có thể nghe được những binh lính đó thấp giọng thảo luận. Vù vù. Chương 2932, cậu vào đây làm gì? Nhưng Kỳ Long lại không có ý định quay về phòng thủ, nắm tay vẫn lao về phía Hồ Tiêu, nhìn dáng vẻ anh ta dường như muốn dùng thương tích đổi thương tích. Ánh mắt của Hồ Tiêu ngưng lại, anh ta không cho rằng một trưởng này của Kỳ Long có thể làm mình bị thương, nhưng nếu như bị tên này đánh một quyền, mặt mũi của anh ta coi như mất hết. Trong lòng vừa động tâm, anh ta thu tay lại, quyết định ngăn cản một quyền này của Kỳ Long trước. Hồ Tiêu thua, nếu vừa rồi anh ta không quay về phòng thủ, Kỳ Long sẽ thua đạo nhất thần tử bỗng nhiên nói trên lôi đài hổ tiêu vừa ngăn cản quyền này của kỳ long lực lượng trên nắm tay của kỳ long bỗng nhiên bộc phát toàn bộ phát ra tiếng vang ẩm ẩm đáng sợ sắc mặt hổ tiêu đột nhiên thay đổi anh ta không nghĩ tới đây là quyền mạnh nhất của kỳ long phịch một tiếng cả người hổ tiêu bay ngược ra ngoài va vào cấm chế trên biên giới lôi đài trong miệng tràn ra máu tươi kỳ long thở hổn hển thay vì tiếp tục chiến đấu ông ta nhìn về phía hồ tiêu nói cậu thua rồi bây giờ xin lỗi những binh sĩ bị các người sỉ nhục mau giọng nói vừa dứt những người lính bên dưới gieo hò trên gương mặt kỳ long cũng nở một nụ cười đầu hồ tiêu rũ xuống hai mắt đột nhiên đỏ thấm, trong lòng bàn tay của anh ta xuất hiện một đạo hắc quang thân hình của anh ta đột nhiên trở nên hung bạo anh ta lao về phía kỳ long hừ kỳ long hừ lạnh rõ ràng đã đoán trước được rồi một quyền lần nữa đánh ra Ha! hồ tiêu cười lạnh một tiếng lòng bàn tay chắn đón cú đấm của kỳ long bùm một tiếng hai nắm đấm va vào nhau kỳ long sắc mặt đột nhiên thay đổi toàn bộ cánh tay cùng áo giáp trên cánh tay cùng nhau nổ tung lộ ra xương cốt bên trong nhưng lúc này xương cốt của ông ta đã biến thành màu đen hơn nữa màu đen này vẫn đang lan dần lên phía trên cậu dùng thuốc độc, kỳ long hét lên. Một luồng ánh sáng phá vỡ cấm chế và xuất hiện bên cạnh kỳ long, đó là hứa vô sơn. Hứa vô sơn liếc nhìn vết thương của kỳ long rồi lạnh lùng nói với hổ tiêu, việc sử dụng chất độc và vũ khí đều bị cấm trong cuộc thi. Trước khi thi đấu không ai nói cho cậu biết sao. Hổ tiêu gạt bỏ hắc quang trong lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ không sao cả, nhún vai nói, xin lỗi, nhất thời tôi quên mất. Nhưng mà tướng quân hứa, cảnh giác của những người này dưới tay ông quá kém. Nếu vừa rồi tôi là kẻ thù, tôi đã giết ông ta từ lâu rồi. Anh ta tự đắc cười nói, hiện tại coi như là tôi thắng rồi. Đương nhiên tiếp tục đánh cũng không có chuyện gì, nhưng sau này lỡ tay giết chết ông ta, ông cũng đừng trách tôi. Trong lòng binh lính phía dưới tràn ngập phẫn nộ, cái này hổ tiêu rõ ràng là cố ý. Hứa vô sơn nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nhìn hổ tiêu, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Đúng lúc này, có một người nhảy lên võ đài, ban nãy cấm chế đã bị hứa vô sơn phá vỡ nên không gặp bất kỳ trở ngại nào. Cậu vào đây làm gì? Hứa vô sơn nhìn người đi tới. chương 2933, anh cũng muốn đánh giá tôi sao? Người tới chỉ vào cánh tay của Kỳ Long và nói, nếu không chữa lành cho ông ta, cánh tay của ông ta sẽ không bao giờ hồi phục được nữa, ngay cả tu vi của ông ta cũng sẽ bị tổn thương. Tôi có thể chữa lành cho ông ta, người này chính là đường tuấn hứa vô sơn liếc anh một cái có chút do so dự nhưng lúc này ông ta nhìn thấy diệp phạm ở bên ngoài gật đầu với mình nên cũng gật đầu đồng ý đường tuấn liếc nhìn hồ tiêu nói nếu như vừa rồi là tranh giành sinh tử anh đã chết rồi hồ tiêu sắc mặt ảm đạm châm chọc nói anh cũng muốn đánh giá tôi sao đường tuấn không nói nữa và bắt đầu chữa bệnh cho kỳ long Độc dược mà hồ tiêu sử dụng hiển nhiên là phi thường, gần như độc đoán ăn tươi nuốt sống sinh lực và pháp lực của kỳ long, nếu không ngăn cản, e rằng kỳ long sẽ chết sớm. Đường Tuấn thở dài, pháp lực hóa thành từng sợi tơ xuyên vào trong cơ thể kỳ long, loại bỏ những độc tố đó từng chút một. Những chất độc này đã xâm nhập vào huyệt khiếu, nếu không nắm vững các khiếu của thế giới trong, căn bản sẽ không thể loại bỏ chúng. Mộ thanh ở dưới nhìn thấy cảnh này, đồng tử đột nhiên co rút lại, hai tay nhỏ bé che môi trên mặt lộ ra vẻ khó tin thấy vậy đạo nhất thần tử có chút không rõ cho nên nghĩ mộ thanh bị y thuật của đường tuấn làm cho khiếp sợ không khỏi nói mộ thanh tuy rằng y thuật của anh ta tốt nhưng cô cũng không tệ lắm mộ thanh dường như không nghe thấy ngơ ngác nhìn đường tuấn sau một thời gian dài chất độc trên cơ thể kỳ long đã được đào thải cánh tay của kỳ long đã khôi phục nở một nụ cười biết ơn với đường tuấn trong lòng ông ta vẫn còn chút sợ hãi, nếu không được cấp cứu kịp thời thì ông ta đã chết rồi. Ông ta nhìn hổ tiêu, trong mắt hiện lên sự tức giận. Hổ tiêu diếu cợt nói, sao, ông còn chưa phục sao? Được rồi. Hứa vô sơn liếc nhìn hổ tiêu, cao mày nói, trong cuộc thi phải tuân theo quy tắc, nếu lần sau làm như vậy, đừng trách tôi không khách khí. Khóe miệng hổ tiêu hiện lên một tia diếu cợt, hiển nhiên anh ta không để tâm đến những lời này, anh ta lạnh lùng nói, thật sự là nhàm chán. Tôi còn tưởng rằng trong quân đội sẽ có mấy vị cường giả, thế nhưng chỉ có như vậy. Nói xong, Hồ Tiêu nhảy ra khỏi sàn đấu và đứng cùng vài người bạn của mình. Nhưng lời nói của anh ta càng làm cho lửa giận trong mắt nhiều binh sĩ càng thêm trào dâng, Hồ Tiêu là chiến thắng không vẻ vang, nhưng đã ngông cuồng như vậy thì không thể tha thứ được. Nếu không phải có Hứa Vô Sơn, e rằng nhiều người đã muốn đấu với anh ta rồi chương 2934, cô Mộ Thanh đã nhận nhầm người rồi. Tất cả mọi người đều im lặng, ngay cả Kỳ Long cũng gật đầu, trong cuộc thi vừa rồi ông ta quả nhiên có khinh thường, nếu không sẽ không thê thảm như vậy. Giải tán đi, trở về tự mình tu luyện đi. Hứa vô sơn nhìn về phía xa xa, đôi mắt hơi híp lại, nói yên tĩnh quá lâu rồi, chiến tranh sẽ sớm bắt đầu. Khi đám đông giải tán, Kỳ Long không rời đi ngay mà cúi đầu kính cẩn trước Đường Tuấn và nói Kỳ Long này nợ cậu một mạng. Đường Tuấn khẽ gật đầu nói, tướng quân Kỳ không nên chết trong tay một người như vậy. Sau khi mọi người giải tán, Đường Tuấn và Triệu Huyền cũng chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Mộ Thanh đột nhiên hét lên, anh Trương ở vạn diệu cung, xin dừng bước. Đường Tuấn hơi dừng lại, trong nội tâm thở dài vừa rồi khi chữa trị cho kỳ long anh biết rằng chiêu thức mà anh sử dụng không thể che giấu được mộ thanh nhưng triệu huyền nhìn có vẻ khó hiểu trong khi đạo nhất thần tử lại có chút cảnh giác tôi muốn nói chuyện riêng với anh một lát mộ thanh nói mặc dù đã cố gắng hết sức để giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh nhưng mọi người vẫn có thể cảm thấy trong giọng nói của cô ấy có chút run rẩy dường như khó có thể che giấu được sự phấn khích ngay khi đạo nhất định nói Mộ Thanh đã nói, đạo nhất thần tử, anh làm việc của mình đi, tôi có thể tự xử lý. Mặc dù đạo nhất thần tử rất muốn ở lại, nhưng là với tư cách là bề tôi, trong lòng anh ta cũng có kiêu ngạo của riêng mình, tất nhiên lúc này anh ta sẽ không ở lại. Anh ta quyết định rời đi. Triệu Huyền nháy mắt với Đường Tuấn, rồi rời đi. An Trương có thể cùng tôi đi dạo một chút không? Mộ Thanh mở miệng hỏi. Đường Tuấn gật đầu cả hai cùng nhảy khỏi võ đài và cùng nhau đi trên con đường giữa quân doanh. Dọc đường có binh sĩ ra vào cũng không hề yên tĩnh, nhưng mộ thanh lại cảm thấy tinh thần yên bình chưa từng có. Anh Dược, mộ thanh chậm rãi nói. Giọng cô ấy tuy nhỏ nhưng vẫn có độ chắc chắn nhất định. Đường Tuấn lắc đầu nói, cô mộ thanh đã nhận nhầm người rồi. Mộ thanh nói, anh không cần phủ nhận, y thuật của anh không thể lừa được tôi tôi biết anh còn sống nên rất an tâm. Tinh vực huyền vũ, thánh địa thiên lý đã ra lệnh truy sát anh. Anh có thân phận như hiện tại cũng tốt, ít nhất không cần lo lắng bị đuổi giết. Còn những kẻ muốn nhắm vào anh tôi sẽ lo liệu cho anh. Đường Tuấn vội vàng nói, cô đừng nói bậy. Mộ thanh cười danh mãnh nói, đây là anh đang thừa nhận thân phận của mình. chương 2935, anh không muốn tranh giành một chút sao. Cô ấy nháy mắt với đường Tuấn, nở một nụ cười ngọt ngào, nói anh đừng lo, tôi sẽ không làm sằng bậy đâu. Khi mộ thanh trở về nơi ở, tuy vẫn che kín mặt, nhưng lông mày của cô ấy vẫn lộ ra một cỗ khí thế cường hãn chưa từng thấy. Nhìn thấy cảnh này, đạo nhất thần tử vốn đang muốn hỏi liền im bặt, nghi ngờ trong lòng càng thêm sâu. Anh Trương, tôi vừa mới nghe được một số tin tức thú vị. Ngay khi đường Tuấn trở về chỗ ở, liền nghe thấy giọng nói kích động của Triệu Huyền, anh ta xuất hiện trước mặt Đường Tuấn, vẻ mặt hưng phấn nói: "Tôi nghe người ta nói lý do chiến tranh ở Táng Tinh cổ địa lần này là vì một tinh thần chi tâm sắp tái thế." Tinh thần chi tâm, đây là một thứ trong truyền thuyết, nó thực sự tồn tại. Sắc mặt Đường Tuấn đột nhiên thay đổi. Anh đã xem những ghi chép về tinh thần chi tâm từ những cuốn sách cổ. Tinh thần chi tâm là lõi của một ngôi sao sống, chứa năng lượng và sức sống của toàn bộ hành tinh. Nó có rất nhiều công dụng. Nhưng một trong những chức năng hấp dẫn nhất là nó có thể giúp người tu luyện nhanh chóng ngưng tụ tiểu thế giới và sinh sôi sức sống trong tiểu thế giới. Giống như tiểu thế giới của Đường Tuấn hôm nay, tuy đã ngưng tụ thành công nhưng cũng không thể chứa được sinh vật sống, chỉ có thể dùng để chứa sinh khí của trời đất. Nếu không có bảo vật hỗ trợ, có lẽ chỉ cần làm việc chăm chỉ cũng phải mất hàng vạn năm mới có thể sinh ra sự sống. Nhưng nếu trong tiểu thế giới có tinh thần chi tâm hòa nhập, nó có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Nhưng tinh thần chi tâm là cực kỳ hiếm, chỉ xuất hiện khi một ngôi sao vừa mới ra đời có thể xuất hiện. Một khi tinh thần được hình thành đầy đủ, tinh thần chi tâm sẽ hoàn toàn hợp nhất với các tinh thần, sẽ tốn rất nhiều chi phí để lấy tinh thần chi tâm ra. Vũ trụ rất rộng lớn và không thể khám phá những ngôi sao mới sinh ra đó. Đã từng có một cường giả thần quân muốn đập một ngôi sao và lấy đi tinh thần chi tâm, nhưng cuối cùng, ông ta đã bị tinh thần chi tâm tấn công suýt chết. Triệu Huyền gật gật đầu nói, tin tức đã truyền ra rồi, Hổ Tiêu và Đạo Nhất có lẽ đã biết từ lâu. Sở dĩ bọn họ liều mạng đến táng tinh cổ địa, ngoài trừ tranh đoạt đạo khí chỉ sợ là muốn dung hợp tinh thần chi tâm với tiểu thế giới, đối với bọn họ so với đạo khí còn quan trọng hơn. Đạo khí có sẵn, nhưng tinh thần chi tâm khó gặp. Đường Tuấn vẻ mặt kích động nhìn Triệu Huyền, nói anh không muốn tranh giành một chút sao. Mặc dù sức mạnh của người tên này đã tăng lên nhanh chóng, nhưng anh ta chỉ có thể đứng trong top 100 của vạn tiên, vẫn còn một khoảng cách khá xa so với top 10. Nếu muốn có tinh thần chi tâm, e rằng phải mất vài vòng mới tới lượt anh ta. Triệu Huyền nhếch mép cười nói, tôi không có ý đó, nhưng anh có thể. Anh ta nịnh nọt, chỉ cần anh lấy tinh thần chi tâm, lão đường, đến lúc đó tôi không phải có một lớp sao. Có thể nếu may mắn sẽ ngưng tụ ra một tiểu thế giới. Để bảo vệ danh hiệu bảo tống thần quân, Triệu Huyền cảm thấy thể diện có cũng được không có cũng không sao. Đường Tuấn cứng họng, tên này đúng là dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nếu một bảo vật cấp độ tinh thần chi tâm thực sự xuất hiện, anh không thể bỏ lỡ. Chỉ một ngày sau khi Đường Tuấn và những người khác đến Táng Tinh cổ địa, chiến tranh đột ngột nổ ra. Chương 2936, vậy thì cứ chờ xem. Trong trung tâm đại doanh, Hứa Vô Sơn vẻ mặt nghiêm nghị ra lệnh cho thuộc hạ. Hơn 600 người từ Vạn Tiên hội cũng đang lắng nghe trong đại doanh, nhưng hầu hết họ đều không coi là chuyện quan trọng. Vị trí của lần đối đầu này là Cổ Ma Hà, nơi thời gian và không gian vô cùng bất ổn, thậm chí thần thức dò xét cũng sẽ bị áp chế, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào thời gian và không gian hỗn loạn. "Phải rất cẩn thận." Hứa Vô Sơn trịnh trọng giải thích. Sau khi ông ta giải thích xong, những tướng quân đó lần lượt rời đi, chỉ còn lại một đám người của Vạn Tiên hội hứa vô sơn và một số tướng lĩnh trong trại. Giải thích xong rồi, chúng tôi có thể đi rồi chứ. Hổ tiêu và tu la thần tử vẻ mặt không kiên nhẫn đứng dậy. Hứa vô sơn khịt mũi, đột nhiên bộc phát một cỗ khí thế, quát nếu không muốn chết, thì hãy nghe kỹ. Mọi người đều bị khí thế của ông ta làm cho kinh ngạc và không nói thêm được lời nào. Hứa vô sơn nói, thực lực của cậu quả thực rất mạnh, nhưng đây là trên chiến trường, không phải chiến đấu một mình nếu cậu vẫn còn ngây thơ như vậy, cậu đáng chết ở đây. Một vài vị thần quân tiếp theo sẽ tỉ thí ở táng tinh cổ địa, nói cách khác, tôi là giám khảo của cuộc khảo thí lần này, nếu ai vi phạm những gì tôi đã nói, tôi chỉ có thể tước bỏ tư cách của người đó. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều đông cứng lại, với thân phận và thực lực của hứa vô sơn, hoàn toàn có tư cách này. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của mọi người, hứa vô sơn nói, xét về thực lực cá nhân tương đối mạnh, tôi sẽ lập một tổ đội riêng cho các người. Nhiệm vụ lần này của các mọi người là tiêu diệt các cao thủ cấp tướng quân của đối phương càng nhiều càng tốt, trên người của bọn họ có lệnh bài độc quyền, sau đó tôi sẽ tính toán công lao cho các người dựa trên lệnh bài. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn nhóm hổ tiêu nói, hơn nữa, nếu các người dám khiêu chiến nội bộ trên chiến trường, tôi sẽ giết người đó trước. Hổ tiêu khinh khỉnh khịt mũi, trên chiến trường muốn giết chết một người không chỉ có một thủ đoạn chém giết. Kỳ Long, hứa vô sơn trầm giọng nói kỳ long đứng dậy vết thương từ trận chiến với hồ tiêu đã lành ông ta tràn đầy tinh thần chiến đấu hứa vô sơn nói ngoài tôi ra ông là người quen thuộc nhất với cổ ma hà cho nên sẽ dẫn bọn họ đi kỳ long chưa kịp nói thì hồ tiêu đã nghẹn ngào tướng quân tôi nghĩ tốt hơn là nên thay đổi người khác tên này là bại tướng dưới tay tôi ông ta không đủ tư cách làm trưởng nhóm của chúng tôi hứa vô sơn lạnh giọng nói hồ tiêu cậu tốt nhất nên cầm miệng đi cho dù sau lưng cậu thật sự có thần quân hỗ trợ trên chiến trường tôi vẫn có tiếng nói cuối cùng hồ tiêu sắc mặt tái đi trong mắt hiện lên một chút tức giận kỳ long ông ghi chép lại biểu hiện của họ trên chiến trường cho tôi lúc quay lại báo cáo cho tôi còn ai có ý kiến gì không hứa vô sơn nghiêm nghị nói đương nhiên cũng có ý kiến nhưng lúc này dưới sự chấn áp mạnh mẽ của hứa vô sơn, không ai dám nói thêm gì nữa. Kỳ Long, đưa họ đến nửa trên của cổ ma hà. Hứa vô sơn ra lệnh. Kỳ Long đáp lại và bước ra khỏi trại cùng với một vài người. Vừa rồi tướng quân hứa cũng đã nói rằng thời gian và không gian của cổ ma hà rất hỗn loạn. Tốt hơn hết cậu nên nghe lệnh của tôi, đừng chạy lung tung, nếu không cậu chết cũng đừng trách tôi. Kỳ Long nói rõ một lần nữa. Từ vẻ mặt nghiêm túc và những lời giải thích lặp đi lặp lại của ông ta, cũng có thể biết cổ ma hà thực sự là một nơi nguy hiểm. Sắc mặt đường Tuấn cũng trở nên nghiêm túc. Ngay cả đạo nhất thần tử và Ngao Vấn Thiên cũng nhận thức được sự nguy hiểm này, khẽ gật đầu và không nói phản đối bất cứ điều gì. Cho dù thực lực của Kỳ Long không bằng bọn họ, nhưng kinh nghiệm và sự quen thuộc của Kỳ Long với táng tinh cổ địa thì không thể so sánh được với họ. Đi theo ông ta sẽ an toàn hơn nhiều so với việc tự mình lao vào trương 2937 Một con sông rộng lớn băng qua hư không, theo tầm mắt có thể nhìn thấy, nó có chiều dài vạn dặm, mà xa xa cái này không phải con sông lớn mà là toàn cảnh. Chưa nói đến chiều dài, ngay cả chiều rộng, nhìn thoáng qua cũng không thể nhìn thấy điểm đầu. Sóng nước rất mạnh và hơi nước ngập tràn lấp đầy hư không, làm cho không khí ẩm hơn rất nhiều. Dòng sông cũng không yên tĩnh, thường xuyên có sóng nước đánh vào không gian khiến cho khoảng không trở thành một vùng đất trống an toàn chỉ cần một cái tát liền có sức mạnh phá vỡ không gian. Đường Tuấn cùng một đám người đứng ở trên đầu sông có thể cảm giác được nhịp tim đập nhanh. bị sóng nước đánh như vậy một lần hầu hết bọn họ đều không thể chịu được, thậm chí có thể kháng trục, bọn họ cũng không chịu được một vết tổn thương nhỏ. đây là cổ ma hà, mỗi giọt nước trong sông nặng nghìn cân và mang theo ma lực. một khi các người vô tình rơi xuống sông, đó gần như là cửa tử nhất sinh. kỳ long giải thích. lúc này ngay cả nhóm hổ tiêu loạn nhất cũng đều có vẻ mặt ngưng trọng. Cổ ma hà, ma lực, trong nội tâm đường tuấn nhớ kỹ hai chữ này, hơi nhướng mày. Những ma mới mà anh biết đều là ma tộc, nhưng chúng chỉ thuộc các chủng tộc khác nhau, hệ thống tu luyện của chúng cũng tương tự như hệ thống của các người tu hành khác. Tuy nhiên, ma lực ở cổ ma hà mà Kỳ Long nói lại cho anh cảm giác không hợp nhau, giống như thoát khỏi công pháp mà anh biết, hiển nhiên cổ ma hà này không hề đơn giản. Kỳ Long cũng không nói nhiều, chỉ về phía trước cách đó không xa, nói chiến tranh đã bắt đầu, tôi sẽ cho các người biết khu vực mà mình chịu trách nhiệm. Vừa nghĩ tới đây, tinh thần lực của ông ta liền tiến hóa một tấm bản đồ, đánh dấu một phần khu vực trên đó, giải thích các người còn chưa biết tình hình cổ ma hà. Phần này tương đối an toàn, vì vậy chúng ta hãy làm quen với nó trước. Mọi người khẽ gật đầu, nhưng lúc này không ai muốn đùa giỡn với tính mạng của chính mình bắt đầu đi, kỳ long dẫn đầu và bay về phía trước. Mọi người theo sát phía sau. Sau khi bay mấy nghìn cây em, tiếng hò hét và chiến đấu chuyển đến tai mọi người, sau đó họ nhìn thấy vô số binh lính đang chiến đấu, người của hai bên đang dùng trăm nghìn kế, đang chết dần đi. Cuối cùng, có các đội ngũ thầy trận pháp và bác sĩ. Đây là lần đầu tiên Đường Tuấn nhìn thấy cái gọi là quân phản loạn, hầu hết binh sĩ đều giống họ, nhưng một số lại đặc biệt những người này trên đầu có hai sừng, trên thân phủ đầy vải đen, toát ra vẻ sát khí khiến người khác buồn nôn. Chỉ xét từ phương diện cường độ khí tức, mỗi người này đều có thể so sánh với động hư cảnh đỉnh phong. Đó là những vị tướng trong đội quân phản loạn, họ luyện tập những kỹ thuật đặc biệt, thực lực của họ mạnh hơn nhiều so với những người tu luyện cùng cấp bậc của chúng ta. Các người phải cẩn thận, Kỳ Long nghiêm nghị nói. chương 2938 Nói xong, Kỳ Long di chuyển, bay thẳng vào chiến trường bên dưới, giao chiến với một vị tướng quân bên kia. Ông ta biết rằng mình không thể chỉ huy những người này, vì vậy ông ta chỉ cần dành một khu vực an toàn cho họ và để họ tự do di chuyển. Chúng ta cũng bắt đầu thôi." Đạo Nhất Thần tử nói. Một nhóm người tụ tập phía sau anh ta, với thực lực và uy tín của Đạo Nhất Thần tử, rất nhiều người đã nương tựa vào anh ta. Đạo Nhất Thần tử nhìn Mộ Thanh với ánh mắt dò hỏi. Lần này mộ thanh không nhìn trương long sơn nói với đạo nhất vậy chúng ta cũng đi cùng với thần tử và có thể giúp đỡ lẫn nhau đạo nhất thần tử liếc nhìn trương long sơn trong lòng khẽ thở dài cùng mọi người bay về phía trước ngao vấn thiên và hồ tiêu cũng đã tập hợp một nhóm người lúc này bọn họ cũng đã sẵn sàng lên đường trương long sơn anh phải cẩn thận với thực lực của anh anh có thể dễ dàng chết ở cổ ma hà hồ tiêu dường như đang ám chỉ tôi cũng cho anh câu này Đường Tuấn nói, hổ tiêu muốn giết anh, anh cũng muốn giết chết hổ tiêu. Ngay sau đó tất cả mọi người đều rời đi, mặc dù tất cả đều muốn có long tức trên người Đường Tuấn, nhưng rõ ràng đây không phải là thời điểm thích hợp. Đường Tuấn nhìn về phía xa xa, nhìn những tướng quân phản loạn mặt mũi gớm ghiếc, trầm giọng nói đến cùng có cái gì khác nhau. Anh di chuyển và bay về phía một trong những vị tướng quân đó. Triệu Huyền chỉ có thể làm theo, với thực lực mù đường của anh ta, xác suất chết ở cổ ma hà cao hơn nhiều so với những người khác đồ cặn bã một tiếng hét lớn vang lên tướng quân của quân phản loạn đã chặt đầu một người tu hành động hư cảnh trung kỳ ngay trước mặt anh ta ngay sau khi một đao rơi xuống thậm chí linh hồn của người tu hành kia đều tan nát ngay khi anh ta đang định tiếp tục tìm người để khiêu chiến thì một người đã xuất hiện trước mặt anh ta ha à, lại là một tên động hư cảnh trung kỳ cặn bã thứ rác rưởi chết tiệt Vị tướng quân phản loạn hét lên dữ dội. Trường đao trên tay anh ta chém vào người kia. Người này chính là Đường Tuấn. Thực lực của vị tướng của đội quân phản loạn này yếu hơn một chút, thực lực tương tự như Động Hư Cảnh Hậu Kỳ. Trường kiếm trên tay anh ta toát lên một luồng khí tức phong cách cổ xưa, lấp lánh ánh sáng mờ ảo. Sức mạnh không phải thua kém, nhưng nó không phải là thiên khí. Pháp lực của Đường Tuấn tuôn ra biến thành lòng bàn tay, cố gắng đỡ lấy con dao nhưng khi lòng bàn tay tiếp xúc với trường kiếm, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi. Trường kiếm thực sự đang nuốt lấy pháp lực của anh, điều này chưa bao giờ xảy ra. Ha ha, anh thực dùng lực đỡ dao của đào phong tôi, đi chết đi. Tướng quân chế nhạo, trường kiếm nuốt pháp lực với tốc độ rất nhanh, nó đột một đánh tan pháp lực biến thành bàn tay của đường Tuấn, lại đánh tới lần nữa. Trường 2939, thân hình đường Tuấn khẽ động, vội vàng tránh ra sau đó anh mới nhận ra mọi người ở hiện trường hoặc là đang dùng vũ khí chống lại vũ khí hoặc là đánh nhau tay đôi không ai dùng sức để lấy vũ khí của đối phương quả nhiên là kỳ quái đường tuấn cũng hiểu được mấy ngày nay anh đang bận luyện hóa long tức anh không biết nhiều về táng tinh cổ địa anh gần như đã nói ra điều gì đó không để cho anh suy nghĩ nhiều đào phong một lần nữa vung đao chém tới tấp nhất thời đường tuấn thực sự bị ép vào thế bất lợi Đào Phong càng thêm đắc ý, cười nói chỉ với chút sức lực này của anh cũng dám khiêu chiến với tôi. Hổ Tiêu và những người khác vốn dĩ quan tâm đến Đường Tuấn khi nhìn thấy cảnh này đều cau mày, thực lực của tên này yếu hơn bọn họ tưởng, nên sẽ không chết như thế này chú. Đào Phong ban đầu vẫn còn rất hào hứng, nhưng một lúc sau vẻ hưng phấn trên mặt cũng dần dần lắng xuống, thay vào đó là vẻ mặt khiếp sợ. Trong lúc đánh nhau, Đường Tuấn không ra tay với anh ta, lúc đầu anh ta cũng không quan tâm, nhưng một lúc sau, Đào Phong cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường. Kẻ này yếu hơn anh ta dường như cũng có sức mạnh của cổ ma lực, nuốt lấy sức mạnh của anh ta. Quả nhiên, tuy rằng pháp lực không có tác dụng với bọn họ, nhưng căn nguyên chi lực vẫn có tác dụng. Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi khi anh ra tay, anh vẫn sử dụng pháp lực, nhưng lặng lẽ sử dụng căn nguyên chi lực để nuốt lấy sức mạnh của đối thủ. Làm sao anh có thể có cổ ma lực? cuối cùng khuôn mặt của đào phong đã thay đổi rất nhiều anh ta hét lên cổ ma lực đây lại là vật gì trong nội tâm đường tuấn tràn đầy nghi hoặc anh biết quá ít về những người phản loạn này đường tuấn thật sự không nghĩ thông nên dứt khoát không suy nghĩ nhiều nữa dù sao chỉ cần có thể bắt giữ kẻ tên là đào phong đang ở trước mặt này có lẽ cũng có thể hỏi ra một vài thứ nghĩ đến những điều này đường tuấn lập tức gia tăng sức mạnh thôn vệ của tiểu kim không hay rồi tên này muốn giam giữ mình. Trong lòng Đào Phong chấn động, biết rõ dự định của Đường Tuấn, chợt trong nội tâm không khỏi cười lạnh, nói, đúng thật là tên tiểu quỷ ngây thơ, lại còn muốn giam giữ chiến sĩ của cổ ma tộc vĩ đại. Trong nháy mắt, tinh thần lực của Đào Phong phát tán ra ngoài, một giọng nói vang lên trong đầu các tướng lĩnh khác của đám quân phản loạn. Trên người tên này có sức mạnh tương tự như sức mạnh của ma, có thể áp chế sức mạnh của ma, nhất định phải giết chết. Ngay sau đó, khi tức trên người Đào Phong bạo động, cả người lao về phía Đường Tuấn. Cho dù không giết được anh, cũng phải khiến anh bị thương nặng, cổ ma tộc tất thắng. Đào Phong nhe răng cười một tiếng. Hai người vốn dĩ cách nhau rất gần, tốc độ mà Đào Phong liều chết bộc phát lại không hề chậm, dường như chỉ trong thời gian không đến một lần hô hấp, Đào Phong đã lao tới trước mặt Đường Tuấn. Ầm ầm. Một âm thanh trầm thấp đột nhiên nổ vang, tựa như sấm sét bổ ra hỗn độn. Trong cơ thể Đào Phong bộc phát ra một luồng ánh sáng trắng chói mắt, sau đó ánh sáng trắng nhanh chóng mở rộng, bao phủ anh ta và Đường Tuấn. Chương 2940. Một người tu hành động hư cảnh hậu kỳ tự bạo, loại uy lực này còn mạnh mẽ hơn một đòn tấn công dốc hết toàn lực của động hư cảnh đỉnh phong, dường như có thể so sánh với một đòn tấn công tiện tay của thần quân. Không, Mộ Thanh lớn tiếng kêu lên. Tên Triệu Huyền này cách Đường Tuấn hơi xa một chút cũng bị sóng xung kích chấn động mà bay ngược ra ngoài, trong miệng chảy máu. Sắc mặt anh ta hoàn toàn trắng bệch, ánh mắt bối rối, thấp giọng nói, lão. Anh Trương, đáng đời, bọn người hổ tiêu thấy thế, cười lạnh nói. Trong lòng đạo nhất thần tử nhẹ nhàng thở ra, nhưng chợt nhíu mày, tên này chẳng lẽ cứ thế mà chết đi. Suy nghĩ trong lòng anh ta vừa hiện lên, một bóng người lập tức xông ra từ trong luồng sáng trắng. Bóng người nhanh chóng hiện rõ, chính là Đường Tuấn, chỉ là lúc này khí thức của anh để oải rất nhiều xem ra vừa rồi đào phong tự bạo mặc dù không giết chết anh cũng làm cho anh bị thương không nhẹ kỳ long nhanh chóng bay đến bên cạnh anh nói trương long sơn cậu bị thương rồi không thể tiếp tục ở lại đây nữa về trước đi ôn ta vừa nói xong một giọng nói mang theo lạnh lùng vang lên kỳ long ông đang làm gì vậy vài bóng người bay tới chính là bọn người hồ tiêu dùng vẻ mặt với nụ cười lạnh nhìn ông ta và đường tuấn kỳ long trầm giọng nói các người muốn làm gì hổ tiêu hai tay ôm ngực nói ông nói xem chúng tôi muốn làm gì kỳ long ppmg to gan thật đấy bây giờ đại chiến vẫn chưa kết thúc ông lại dám tự ý ra lệnh bảo trương long sơn lui về ông đang muốn nhiễu loạn lòng quân hay là đã bí mật nhận hối lộ của trương long sơn kỳ long giật mình tức giận nói hổ tiêu trương long sơn đã bị thương rồi chẳng lẽ cậu không nhìn thấy sao Hổ Tiêu chỉ vào một người bên cạnh nói: Ngô Du cũng bị thương, nhưng cô ta có từng nói muốn rút lui chưa? Kỳ Long, nếu như các người thật sự dám rút lui, bọn tôi sẽ lập tức giết chết hai người ở nơi này, giữ vững lòng quân. Trong mắt Kỳ Long tuôn ra lửa giận, tên Hổ Tiêu này rõ ràng là đang gây chuyện. Ý của ông ta không phải là bảo Đường Tuấn lui về quân doanh, mà là đứng lui qua một bên trước, ít nhất là không cần phải tiếp tục chiến đấu với những tướng lĩnh của đám phản loạn đó nữa nhưng hồ tiêu vừa đến đã xuyên tạc lời nói của ông ta khiến ông ta ngay cả cơ hội giải thích cũng không có bọn người hồ tiêu rõ ràng là đang muốn mượn cơ hội này để hại chết trương long sơn tướng quân kỷ ý tốt của ông tôi xin ghi vào lòng nhưng tôi vẫn có thể tiếp tục chiến đấu đường tuấn liếc nhìn bọn người hồ tiêu một cái nói với kỷ long nhưng mà thân thể của cậu theo những người bên ngoài thấy lúc này trạng thái của đường tuấn quả thật không lạc quan ngay cả khí tức cũng không ổn định, không thể không khiến người ta lo lắng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2940.